Các bạn ơi, bà xã mình đang nấu cái gì các bạn? Mình phải ra hỏi bà xã mình xem bà xã hôm nay nấu món gì nha. Hết thơm không? Em ơi, em nấu món gì mà em đợi thớt hả em? Ê, em nói chuyện anh hỏi sợi tép. Tắt lửa trước. Ông cười ông chị. Em nấu món gì mà sao em lại phải đợi thớt như thế kia? Theo anh, tại sao em phải đợi thớt? Nghĩ là sẽ có gì bung cái vung lên đúng không? Đúng rồi. Rất hiếm. Đây. Món dành cho cá. Hả? Ngày hôm món... nay em không nấu cơm như nhà mình ăn mà em quyết định nấu đồ ăn cho cá. Em sẽ mở một chuyên mục là ẩm thực cho cá đúng không? Cũng không hẳn, nhưng mà nói chung là chính vì sao hổng ngày rất là lâu rồi em đã thấy anh cho tụi cá nhà mình ăn. Thì nhất thịt gà tép. Thịt gà tép. Anh không hề cho tụi nó đổi món. Ví dụ như lâu lâu cũng phải cho tụi nó ăn một cái gì đó, ăn mừng sinh nhật cái gì đó đi. Đúng không? Cho nên em thấy là thôi cũng phải tới lúc bồi bổ cho tụi nó. Đó. Thế là ngày hôm nay em quyết định đi ra chợ. Em kiếm một món mà nó đẹp cả đôi đường. Ví dụ như mà cá ăn dư thì em với anh ăn. Đó. Cho nên là ngày hôm nay em đã săn được một món này. Và đi theo em sẽ kể cho anh là em mua món gì. Bây giờ quay lại cái khúc mà em làm món này nhé. Đi thôi. A few moments later. Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Các bạn nhìn thấy trên tay mình không? Em mua cái cua này làm gì vậy? Đây, em mua về hôm nay thì em đã thấy anh cho tụi cá nhà mình ăn nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà em cảm giác như là anh cần phải đổi món cho tụi nó anh ạ. Ăn nhiều thì cũng phải ngán chứ, ví dụ như một ngày anh ăn có một món hoài anh ngán không? Đó, cho nên là ngày hôm nay quyết định là sẽ lên menu cho tụi cá nhà mình một món mới. Đó chính là cua đồng càng siêu to khổng lồ cho các bạn. Đây, mình sẽ mua càng cua đồng siêu to khổng lồ cho tụi nó ăn. Mà các bạn biết không, tại thời điểm này kiếm được một con cua có cái càng như thế này, mà một dây như thế này không phải tầm thường nha. Em phải đi lục tung cái chợ ở Cần Thơ ra mới có được. A few moments later. Rồi rồi. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem bà ấy làm gì với cái cua này nha. Thề luôn, đó giờ chưa bao giờ làm cua. Trời ơi. Ê, nhưng mà cái càng nó to lắm đó. Đâu. Sẽ ổn thôi. Vì tụi cá tương lai một thế hệ tươi sáng. Lúc này em thương tụi nó lắm đó nha anh. Ôi, càng to thế. Xả quá à. Ôi, nhưng mà sao nó dính với nhau ghê chứ trời. Em bỏ tay vào em cắt dây ra cho nó kẹp xíu sao đâu. Trời ơi, cỡ cái càng như thế này là nó kẹp đúng máu luôn á. Trời ơi, nó kẹp yêu thương tí có sao đâu, bỏ tay vào kẹp thế nè. Nè anh coi cái càng nào cái nấy kìa, ghê thiệt á. Cua này là cua gì em? Cua này là cua đồng. Cua đồng nhưng, hả? Ừ, nhưng mà bình thường thì anh không có thể nào kiếm được cái con cua mà cái càng nó to như thế này đâu. Ngày hôm nay em đi chợ là phải gọi là hên lắm luôn á. Ừ, con này thì chế biến món gì là ngon nhất? Con này hả? Ừ. Luộc chấm muối tiêu chanh. Wow. Hoặc là không, cua bự cỡ này thì mình luộc chấm muối tiêu chanh ăn là xem. Thôi kêu ông Cường đi ra mua cách bia em, mình với ông Cường nhậu luôn. Ê, cái càng nó nhìn ngon. Ê, nó bò ra ngoài kia, nó bò ra ngoài kia. Ô, bên này có một con bò ra ngoài này. Dạ sao trời. Cua tẩu thoát. Giờ sao? Bắt lại trong mâm. Ôi, đây nè. Trời ơi. Ê, cái con này giờ làm sao, bự quá. Yes. Lấy cái bàn đợi lại. Ê, Bun, còn con trong kia mày bắt chưa Bun? Ê, sao anh lấy cái chi? Chi dưới con dùng vô, hồi lỡ mình bao rồi nè. Anh này vất vả ghê. Còn một con trong kia nè em ơi. Anh á, hồi anh lấy nè. Sao lấy được? Ê, không được, cái này phải chạy vô lấy cái bàn. Ờ, chạy vô lấy bàn đi. A few moments later. Thì là mình phải thật là bình tĩnh. Hồi nãy là mình hơi nóng vội. Em hồi nhỏ đã từng bị cua kẹp rồi. Đâu không? Cho nên sợ lắm. Trời ơi, anh nghĩ đau không? Rướm máu luôn á. Mẹ hả? Ừ. Cái gì mà nuôi ngoài tự nhiên là lúc nào nó cũng mạnh khỏe. Kẹp
kẹp đao đúng đao. Rồi xong rồi. Con này. Trời ơi, cái càng mềm lưu liếng cái gì nữa. Rồi xong. Còn một con dưới kia nữa. Con tẩu thoát không? Ừ. Bây giờ làm sao trời. Lấy cái chổi kia lùa nó ra. A few moments later. Rồi thì tiếp theo mình sẽ theo chân bảo vợ của mình vào luộc cua các bạn. Đây. Đây là nồi cua bà đang luộc. Bên tán lộn trên chân. Bên chân nó lại dục một. Rồi bên các bạn biết sao không? Hồi nãy có một con cua nó tẩu thoát. Yeah. Và bây giờ thì mất tích luôn đó. Tốn tiền. Rồi. Cái này chút này cho cá ăn xong mình chấm muối tiêu các bạn. Ngon lắm. Ăn chứ có cửa mà ăn. Chứ không cho ăn hả? Không giờ ăn. Đợi 5 phút thôi các bạn. Là chút chút của chính liền. Bật cái mùi lên. Bây giờ mình sẽ mở thành phẩm ra đi kiểm tra. Wow. Trời ơi, thơm quá. Bây giờ làm chén muối tiêu chanh ăn là bá cháy và chết wow, luôn. Sao con gì mà nó đen đen thế kia? Hử? Sao nó đen đen thế kia? Em cầm tay em cầm lên cho anh coi con gì nào. Bây giờ nóng quá. Đây. Wow. Trời ơi. Thấy cái càng không? Cái này đập cái bọt ra. Con này là cua gì em? Cua đồng. Cua đồng hả? Sao càng nó to thế, cua đồng em đâu thấy càng nào to thế này đâu. Đây là cua đồng càng kình. Cua đồng. Đây là cua càng kình, bên em nói vậy đó. Rất là to. Đây. Cái càng này mà chấm muối tiêu chanh là ngon. Thôi bây giờ em đổi ý rồi, không cho cá ăn gì nữa trơn á. Giờ em nhanh lấy ra ăn luôn cho rồi đi. Ôi, phét được rồi. Thôi rồi bây giờ em sẽ lấy một vài con ra cho nó nguội. Rồi sau đó là em sẽ đập càng, bóc thịt ra. Rồi mới đem cho tụi Hồng Vĩ ăn trước. Phê quá, phê quá. Đi thôi, đứng đây hồi chịu không đứng nổi. Ngon lắm các bạn ơi. Nói chung nhìn khá là hấp dẫn đấy. Thôi bây giờ em sẽ bỏ ra nổ. Rồi em kêu tin nhà cho dễ. Em làm một cái chén muối tiêu chanh luôn nha em. Gì ạ? Này thì cá ăn đâu hết được đâu mình ạ. Anh đừng có mơ. Rồi. Đây, mình sẽ dùng tay mình gấp từng con một ra đi. Bà lâu. Đấy. Có lấy tay luôn hả? Đấy. Cái này là 10 con chẳng. 9 con. Mấy cái ngoe này là của anh đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên nhà trên. Sau đó mình bóc thịt và tiến hành cho tụi cá mình ăn đây. Rồi đây nè. Rồi bây giờ thì mình đã chỉnh đốn trang phục và chuẩn bị đập cua cho tụi cá ăn. Sao không lấy cái kéo mà cắt cho nhanh. Rồi, càng bự nhất. Rồi bây đây, để mình sẽ đập cua đây. Rồi. Cho ăn cái này là sang lắm nha. Được em tận tay lột cua cho ăn luôn. Mà em cho con nào ăn em thấy còn ý nghĩa, cho Hồng Vĩ ăn là em thấy là sai lắm luôn đó. Em sẽ cố gắng hết sức. Tại vì tụi Hồng Vĩ nó ăn nó không biết no là gì á. Thương lắm, mỗi đứa một miếng thôi, ăn giống như kiểu xe nhỏ ra em xe nhỏ ra đi. Rồi được rồi, biết mà. Em sẽ bóp nhuyễn ra rồi mới để vô chứ tại tụi trời này nó cũng còn khó tiêu lắm. Rồi bây giờ em sẽ tắt nhuyễn nó ra. Thôi là bồn. Rồi tạm thời gì đi. Rồi ném vào hồ nè. Đây hồ đây các bạn. Các bạn biết gì không? Là cái hồ của mình nó bị nứt hồ các bạn. Thế nên là nước còn chút xíu các bạn ơi. Mình nứt hồ nè. Hôm trước mình kê bị lỗi. Rồi bây giờ thả vào cho cá này. Rồi. Đừng nói món ngon vậy mà tụi nó chê nha. Trời. Em nghĩ tụi nó chê. Trời. Bối rối quá, tụi nó bắt đầu bối rối. Trời, em nghĩ tụi cá của anh nó chê. Món này người còn không chê được thì sao cá chê được. Trời ơi, các bạn thấy cưng không?
Nhưng mà hình như thịt tôm nó hơi thịt cua nó hơi nhỏ. Wow, nó ra ăn thịt các bạn. Ôi. Em thả nhiều nhiều vào nè. Lâu lâu mới có một bữa nha mấy đứa. Nhanh tay nhanh chân thì còn, mà chậm tay thì hết nha. Ăn ra ăn đi nè, mắc cỡ gì không biết nữa. Đấy. Trời ơi. Trời ơi, ăn không có chừa phần ai chứ. Tụi này mà ăn cái này ngày ba bữa chắc mau lớn lắm ạ. Ừ. Đó, các bạn thấy không? Tụi này các bạn có ăn không? Đó. Thì tụi hồng bí này lớn lắm rồi các bạn. Nó to lắm rồi. Size tụi này phải tầm gần 8cm rồi. Thì rất là to rồi. Còn nhiều đứa mắc cỡ mà nó không chịu ra ăn. Nhưng mà tính ra là mồi cua như thế này nó không có kích thích bằng mồi chùn đâu các bạn. Nó chỉ kích thích mồi rượu thôi. Đúng rồi. Nó chỉ kích thích rượu thôi. Những cái đặc sản này thì anh phải tập cho nó ăn từ từ rồi nó mới quen hơi được. Ngon quá các bạn ơi. Dạ anh em mấy đứa, đừng ngại ngùng. Lâu lâu mơm mới đãi cho một món hoa. Ngon vậy á. Đó, con đó nó ăn hết trơn kìa. Ui, nó ra nó ăn kìa. Để cho tụi nó ăn nhiều thôi các bạn ơi. Và phần còn lại thì sẽ phần còn lại sẽ để cho hai vợ chồng mình ăn. Hay quá ha, không có đâu nha. Em ngồi đây em sẽ cho tụi nó ăn từ từ. Cho ăn nữa hả? Con này ăn quá trời luôn nè. Nè, một hồi em sẽ lột hết tất cả càng cho tụi nó ăn. Thì còn lại cái mình là của anh đó nha. Em sang quá. Em thương tụi nó hơn. A few moments later. Khổ tâm các bạn, chịu không nổi. Ông cứ nói thôi ăn đi mời, thôi ăn đi mời. Chứ tụi mình cũng không chịu nổi luôn mà thôi bây giờ hai đứa mình phải chiến đây. Mấy bàn gì đó đủ rồi nha. Thôi thế mình ăn các bạn, cá ăn nhiều thôi được rồi. Nói chung là ẩm thực cho cá là cá chiếm 1%, còn người chiếm 99%. Đó là chuyên mục ẩm thực cho cá. Ngày hôm sau sẽ có rất là nhiều clip tương tự như thế này. Là cá sẽ ăn 1% thôi. Và tí nữa mình cũng sẽ chờ là một cái càng cho tụi beta của mình. Tại vì nó là nhân vật quan trọng. Cá ngon mà cho chừa cái thân cho nó thôi. Trời ơi, hút một cái nó ngọt, nó béo, chịu sao mà thấu được. Bóc mấy cái này ra nè, bóc mấy cái dơ dơ ra, bóc miệng ra, chấm cả con vào. Ngon không, ngon không, ngon không? Em phải cảm ơn tụi cá đi, nhờ tụi nó mà mới có được bữa cua thịnh soạn. Ok luôn. Thôi bây giờ em cũng phải đi ăn đây. Bye bye, và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Thôi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bây giờ mình với vợ chồng mình sẽ ăn nhiều con cua đây. Đây, thằng anh. Tập nhớ nha, tập nhớ cho anh nè.